Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Tam đường tích cực chữa cháy rừng. Phá đường dây vận chuyển 50kg ma túy đá. Ngày 3 tháng 5 năm 2021, Ngày hội của toàn dân và cử tri Lai Châu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay đang vui mừng cho ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì Tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, đồng thời sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ta chọn người thật đúng, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo kế hoạch thì công tác giao nhận quân của các địa phương trên địa bàn quân khu 2 năm 2021 được tiến hành làm hai đợt. Đợt 1 vào ngày 28 tháng 2 gồm các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái. Đợt 2 vào ngày 3 tháng 3 gồm các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Để đảm bảo trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất, trước ngày lễ giao nhận quân, các địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, hạn chế thấp nhất số lượng người thân đưa tiễn. Đồng thời thực hiện tốt các biện pháp trong công tác phòng chống dịch, giám sát chặt chẽ thanh niên nhập ngũ nhằm ngăn ngừa không để lây nhiễm dịch. Năm 2021, trên địa bàn quân khu 2, số thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ chiếm hơn 30%. Thanh niên nhập ngũ có tuổi đời từ 18 đến 24 tuổi đạt trên 98%. Trình độ trung học phổ thông, cao đẳng, đại học chiếm trên 60%. 100% là đoàn viên, đảng viên chiếm 0,3% tổng số thanh niên nhập ngũ. Từ năm 2017 đến nay, huyện Sìn Hồ đã được đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn để đưa điện về với các thôn bản vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của huyện. Nỗ lực này đã giúp cho gần 16.300 hộ trên địa bàn huyện được sử dụng điện lưới quốc gia đạt tỷ lệ 98%. Để đạt được kết quả này, huyện đã huy động nhiều nguồn lực, đầu tư xây dựng các công trình về điện như nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn ngân sách trung ương, của tỉnh và các cơ quan doanh nghiệp đóng góp. Từ các nguồn vốn, huyện cũng phối hợp với ngành điện tiến hành đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện xuống cấp, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện sinh hoạt sản xuất của nhân dân. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân trong huyện. Huyện Than Uyên hiện có tổng số diện tích rừng tự nhiên gần 28.300 ha, trong đó có khoảng 4.000 ha rừng trồng. Ngay từ đầu mùa khô, huyện Than Uyên chú trọng xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy rừng, kiện toàn các ban chỉ đạo trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao, tuyên truyền tốt về công tác bảo vệ và phát triển rừng và trồng rừng mới. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà từ đầu mùa khô đến nay, trên địa bàn huyện không có vụ cháy rừng nào xảy ra, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 35,71%. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025, trở thành huyện nông thôn mới là mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Than Uyên lần thứ 18 đã đề ra. Với quyết tâm này, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện theo lộ trình cụ thể trên cơ sở các nguồn lực sẵn có và đề xuất bổ sung từ nguồn ngân sách cấp trên, tập trung vào tiêu chí giao thông môi trường và văn hóa giáo dục. Riêng đối với tiêu chí sản xuất, huyện đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2020-2025. Riêng 4 xã chưa đạt chuẩn, huyện chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn và tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng có trọng tâm trọng điểm hiệu quả. Huyện phấn đấu đến năm 2025, nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 48,5 triệu đồng, 100% các xã có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 12%. Thưa quý vị, trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Tam Đường đã tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là truy vết, ra soát những trường hợp trở về từ vùng có dịch, những người tiếp xúc với người từ vùng dịch về để phân loại theo dõi và đưa đi cách ly. Theo đó, từ ngày 28 tháng 1 đến nay, trên địa bàn huyện có 45 trường hợp thực hiện cách ly tập trung, 442 trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú.
Hiện tại sức khỏe các trường hợp đang được quản lý và áp dụng các biện pháp cách ly đều ổn định. Ngày 15 tháng 2 năm 2021, sau khi trở về từ Hà Nội bằng xe khách, anh Đồng Nhân Hậu ở bản Mường Cấu, thị trấn Tam Đường đã chủ động đến trạm y tế thị trấn để khai báo y tế. Qua rà soát, trên chuyến xe khách đó có người đi từ vùng dịch về. Ý thức rõ việc cách ly để phòng lây bệnh cho cộng đồng, nên gia đình anh thực hiện nghiêm các hướng dẫn, quy định cách ly tại gia đình. Hiện tại, sức khỏe của các thành viên trong gia đình anh đều ổn định. Gia đình chúng tôi là thực hiện cách ly tại nhà từ ngày 15 tháng 2 năm 2021. Trong thời gian cách ly thì gia đình luôn chấp hành tốt việc cách ly tại nhà, không ra ngoài tiếp xúc và gần gũi với hàng xóm xung quanh. Trong thời gian cách ly thì hàng ngày vẫn được cán bộ y tế đến kiểm tra nhiệt độ và thăm hỏi tình hình sức khỏe trong quá trình cách ly ạ. Trên địa bàn huyện Tam Đường hiện còn 7 người đang cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung huyện và 36 người cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại gia đình. Để công tác giám sát, quản lý cách ly và theo dõi tại gia đình chặt chẽ, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện đã giao nhiệm vụ cho các trạm y tế, thôn bản, tăng cường kiểm tra, không để người đang trong thời gian cách ly đi ra ngoài. Qua kiểm tra, các trường hợp này đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, không có trường hợp nào vi phạm. Tôi hàng ngày vẫn đến kiểm tra nhiệt độ thường xuyên, buổi sáng chiều và ghi chỉ số nhiệt độ và nhắc nhở các cái công dân, thứ nhất là chấp hành các cái biện pháp phòng chống dịch, thứ hai là chấp hành tốt việc thực hiện cách ly, không ra ngoài để người khác, làng xóm người ta cũng nhắc nhở. Đấy, và chúng tôi cũng thực hiện giám sát các cái trường hợp đi đến địa bàn để nắm bắt được các cái những trường hợp nào đi từ vùng dịch về để thực hiện cách ly kịp thời. Đối với cơ sở cách ly tập trung của huyện đã bố trí các nhóm đối tượng khác nhau ở các khu tách biệt. Người cách ly tuân thủ quy định như đeo khẩu trang, không tiếp xúc gần với mọi người để bảo đảm không lây chéo trong điểm cách ly và không lây lan ra cộng đồng. Lực lượng giám sát thường xuyên nhắc nhở người cách ly cài đặt ứng dụng và sử dụng Bluezone, tăng cường giám sát qua camera để nhắc nhở các trường hợp vi phạm quy định. Ở trong khu cách ly thì tôi luôn kiểm tra giám sát thân nhiệt ngày 2 lần cho công dân và hướng dẫn công dân về cách đeo khẩu trang, cách vệ sinh cá nhân và cách đi lại, tập thể dục, thể thao. Và các đồng chí, các công dân ở đây cũng thực hiện rất tốt, không có vấn đề. Hiện tại các công dân sức khỏe ổn định. Đến thời điểm này, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, sự hợp tác của người dân trong thực hiện nghiêm các quy định về cách ly y tế đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 26 tháng 2 tại bản Nậm Dê, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường đã xảy ra cháy lớn diện tích thảm cỏ và cháy lan vào rừng. Và sau khi có cháy xảy ra, hơn 1.000 người gồm lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân các xã lân cận cùng với các phương tiện để dập tắt đám cháy. Đám cháy được phát hiện khoảng hơn 14 giờ ngày 26 tháng 2 thuộc bản Nậm Dê, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường. Theo chính quyền xã Sơn Bình, nguyên nhân vụ cháy do một hộ dân trong bản đốt cây bụi để làm nương, không kiểm soát được nên đám cháy lan rộng ra xung quanh và cháy lan vào rừng. Ngay sau khi cháy xảy ra, lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân các xã lân cận đã tích cực dập lửa. Tác dập lửa thì anh em phòng cháy cháy đang hết sức là tích cực là tham gia chữa cháy để sao cho mà cách nhanh nhất không chế đám cháy. Điểm cháy được xác định là cây bụi, thảm thực vật, lau, sậy và nằm ở độ cao hơn 1.300 m so với mặt biển. Gió thổi mạnh nên lửa lan nhanh, đồng thời do xa nguồn nước gây khó khăn cho các lực lượng dập lửa nên đám cháy đã lan vào rừng. Xác định không để đám cháy lan rộng, huyện Tam Đường đã huy động hơn 1.000 người gồm nhiều lực lượng để tham gia chữa cháy. Huyện đã huy động các lực lượng công an, huyện, quân sự huyện để hỗ trợ và xã để thực hiện, để khống chế và huy động các cái xã lân cận như là Bình Lư và thị trấn rồi là bản Bo để hỗ trợ xã Sơn Bình để khắc phục và đồng thời đã báo cáo lên ủy ban tỉnh và trực tiếp đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh và đồng chí phó chủ tịch ủy ban tỉnh và đồng chí giám đốc công an tỉnh cũng đã xuống trực tiếp
để chỉ đạo các lực lượng và huy động lực lượng công an tỉnh hỗ trợ để phối hợp với các lực lượng của huyện để và xã để khắc phục và để xử lý. Và đến thời điểm hiện nay thì sau hơn 10 tiếng đồng hồ thì đến thời điểm hiện nay thì cơ bản các cái đám cháy đã được khống chế. Sau khoảng 10 giờ tích cực dập lửa, đến khoảng 1 giờ sáng ngày 27 tháng 2, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện công an huyện Tam Đường đã bắt giữ đối tượng đốt nương gây ra vụ cháy là Vàng Xeo Hồng ở bản Nậm Dê và đang lấy lời khai. Đồng thời, các đơn vị chức năng đang xác định thiệt hại vụ cháy rừng. Thưa quý vị khán giả, vừa qua, lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh vừa phá chuyên án vận chuyển ma túy qua Lai Châu sang Lào Cai để tiêu thụ, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 50kg ma túy dạng đá. Đây là chuyên án thu giữ lượng ma túy dạng đá lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ trước tới nay. Để có được kết quả đó, cơ quan điều tra đã sử dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với tội phạm. Phản ánh chi tiết của nhóm phóng viên thời sự. Thực hiện mở rộng chuyên án 221D bắt 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 18kg ma túy tổng hợp dạng đá tại thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, ngày 18 tháng 2 năm 2021. Tổ chuyên án xác định đây là vụ án phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định được đối tượng cần truy bắt. Tuy nhiên, quá trình truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn. Cái khó khăn ở đây là các đối tượng sau khi mà biết được đồng bọn bị bắt và hiện nay bị cơ quan công an truy xét thì các đối tượng tìm mọi cách để lẩn trốn. Các đối tượng lên rừng lẩn trốn, giấu phương tiện, giấu ma túy, rồi lẩn trốn, chuẩn trốn từ huyện Tam Đường, đi đường bộ, qua đường rừng, sang đến địa bàn Nùng Nàng, Tam Đường, rồi di chuyển vào Nậm Tra của Sìn Hồ, rồi tiếp tục di chuyển qua đường thủy vào tận tổ chùa, tổ xin trải của tổ chùa, rồi mới di chuyển về địa bàn nơi cư trú. Thì khi sử dụng các đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì xác định là đối tượng sẽ xuất hiện tại địa bàn nơi cư trú, thì ban chuyên án nhận được sự chỉ đạo của trưởng ban chuyên án, thì các tổ công tác của ban chuyên án đã chia thành rất nhiều mũi để rà soát sàng lọc các đối tượng tại địa bàn, và đặc biệt là tại địa bàn huyện Mường Nhé thì tổ công tác đã triển khai phối hợp với công an tỉnh Điện Biên xác minh rồi truy vết những cái di biến động của đối tượng, và đúng 18 giờ ngày 23 thì tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng Cửa Làng sinh năm 1978 trú tại Giang Su Sìn của Mường Nhé Điện Biên. Đối tượng bị bắt giữ là Cứ A Làng, sinh năm 1978, trú tại xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, một trong những đối tượng chính trong đường dây vận chuyển ma túy. Khi bị lực lượng chức năng vây bắt, Cứ A Làng đã giấu ma túy trong rừng tại bản Tòng Pằn, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, rồi trốn chạy về nhà tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, khi về tới nhà thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Thế là từ tổ chùa đi Mường Nhé thì đi hết bao nhiêu tiền xe khách? Xe khách thì đi 150 thì đến Mường Nhé rồi. Đi đến 150 đến Mường Nhé. Một trái. Thế từ Mường Nhé mà đi lên Sushi của mình. Đi đấy thì bảo đứa con trai về tận đón rồi mà. Bảo đứa con trai đi xe máy đi đón à? Vâng. Thế cái hành vi phạm tội có oan sai gì không? Có sai sai rồi gì sai. Nhận thức thế nào với hành vi phạm tội của mình? Không, sai pháp luật nhà nước đấy. Tại cơ quan điều tra, Cứ A Làng khai nhận cùng các đối tượng trong chuyên án 221D vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp dạng đá sang tỉnh Lào Cai để tiêu thụ. Theo đó, 50kg ma túy đá được ngụy trang bằng cách đóng gói hút chân không thành 50 túi trà có nhãn hiệu Trung Quốc và chia ra 3 ba lô. Ngay sau khi chuyên án bắt 3 đối tượng thu 18kg ma túy tổng hợp dạng đá, thì ban chuyên án xác định còn có một số đối tượng chính trong đường dây. Dưới sự trực tiếp chỉ đạo của đồng chí giám đốc quan tỉnh, lực lượng công an tỉnh Lai Châu đã huy động tối đa các lực lượng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố vào cuộc,
thì chúng tôi có thời điểm đã huy động đến khoảng 400 cán bộ chiến sĩ để truy tìm các đối tượng. Nhiều khả năng ngay sau vụ án xảy ra thì chúng tôi nhận định rằng đối tượng có thể là trốn chạy sang Trung Quốc, hoặc cũng có thể là đối tượng tìm mọi cách về nhà để chuẩn bị tiền long để có thể tiếp tục trốn chạy cái sự truy bắt được công an. Thì lực lượng công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng biên phòng chốt chặn các cửa khẩu biên giới để hạn chế thấp nhất đối tượng có khả năng bỏ trốn sang Trung Quốc. Song song với đó thì chúng tôi cử một tổ công tác gồm 20 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Lai Châu phối hợp với công an huyện Mường Nhé để đón lõng đối tượng khi đối tượng về nhà. Thì dưới sự giúp đỡ đắc lực của các cục nghiệp vụ Bộ Công an, thì lực lượng công an Lai Châu đã bắt thành công đối tượng. Chuyên án này đến nay đã bắt được 4 đối tượng. Tổng số ma túy thu giữ là 50 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc tỉnh, thì các đơn vị chức năng đang tiếp tục mở rộng truy bắt các đối tượng còn lại, làm rõ những hành vi của các đối tượng trong đường dây để truy tố nghiêm minh trước pháp luật. Hiện tại, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, đấu tranh, làm rõ các đối tượng có liên quan. Đây là chuyên án lớn, điển hình, có sự huy động lực lượng đông đảo, vận dụng sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ và sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả của quần chúng nhân dân. Và cũng là chuyên án thu giữ lượng ma túy dạng đá lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ trước tới nay. Thưa quý vị, thời gian vừa qua thực hiện công tác phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã tiếp tục chú trọng cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng chương trình, bám sát nhiệm vụ chính trị, sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu có bài phỏng vấn ông Phan Bá Quyết, giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, thưa đồng chí, trong thời gian qua thì thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền quốc phòng an ninh với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong thời gian qua thì Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện công tác này ra sao? Trước hết là phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì chúng tôi đã phải lựa chọn các cái đội ngũ phóng viên, trước hết là có sức khỏe và có cái tâm huyết cũng như là có cái năng lực để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Vấn đề thứ hai nữa là chỉ đạo cái phòng biên tập cùng với phòng thông tin điện tử phối hợp với ban tuyên huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để chúng ta sản xuất các cái tin bài, đặc biệt là các cái phóng sự chuyên đề về nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Thì trong thời gian qua là chúng tôi đã phối hợp rất là tốt cái việc thực hiện cái nhiệm vụ này. Trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện thì Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã gặp phải những khó khăn ra sao? Trước hết thì có lẽ cái khó khăn đầu tiên chúng tôi thấy rằng là cái đội ngũ của chúng tôi thì phóng viên nó hơi ít, cho nên là cái việc tác nghiệp đối với cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng có những thời điểm thì chưa thật kịp thời. Vấn đề thứ hai nữa là trong công tác tuyên truyền thì cái phối hợp giữa cái công tác tuyên truyền cái nhiệm vụ gọi là chính sách của phương quân đội giữa trên sóng của đài truyền tỉnh thì cũng còn hạn chế. Vấn đề thứ ba nữa là có những cái thời điểm thì do cái sự phối hợp nó chưa nhịp nhàng, cho nên là cái phản ánh nó không được kịp thời các hoạt động của lực lượng quân sự trên địa bàn tỉnh. Với những khó khăn mà đồng chí vừa nêu thì như được biết thì công tác tuyên truyền lĩnh vực quốc phòng an ninh trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, đặc biệt là chuyên mục quốc phòng Lai Châu đã được đông đảo khán giả đón nhận và theo dõi. Vậy xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật. Có lẽ trong năm qua thì chúng tôi đã phối hợp tốt với cái Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng vũ trang trong tỉnh để thực hiện cái nhiệm vụ tuyên truyền cái nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương. Cho nên là các cái hoạt động của nhiệm vụ quân sự quốc phòng đã được phản ánh rất là cụ thể trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, như là cái hoạt động huấn luyện, hoạt động diễn tập, hoạt động các cái hoạt động về xây dựng nông thôn mới, hay công tác dân vận, công tác phòng chống thiên tai, thế và đặc biệt là cái công tác phòng dịch COVID-19 của lực lượng vũ trang tỉnh thì đã được phản ánh rất là kịp thời. Và chúng tôi đã tổ chức sản xuất tới 10 chuyên mục cho một năm, và phát sóng phối hợp với 10 chuyên mục khác phát sóng trên sóng Phát thanh Truyền hình tỉnh. Ngoài ra thì các cái chương trình thời sự cũng như là các cái chuyên đề chúng tôi đều có phản ánh những cái hoạt động của lực lượng quân sự quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Vâng, với những kết quả mà đồng chí vừa nêu thì trong thời gian tới thì Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh cũng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ có những nhiệm vụ giải pháp gì để công tác tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên sóng RTV được hiệu quả cao nhất ạ? Có lẽ chúng ta đã biết rằng là cái hoạt động tuyên truyền cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng đối với một tỉnh miền núi biên giới thì chúng tôi coi rằng đây cũng là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Cho nên trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp tốt với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
trong cái việc là xây dựng kế hoạch tuyên truyền. Có lẽ ngay từ đầu năm sẽ phải xây dựng một kế hoạch tuyên truyền cụ thể và lựa chọn những cái nội dung tuyên truyền. Vấn đề thứ hai nữa là xây dựng cái kế hoạch để tuyên truyền cái chính sách hậu phương quân đội. Hiện nay cái chính sách hậu phương quân đội trên sóng của chúng ta còn ít, thì chúng ta sẽ tiến hành tuyên truyền. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục duy trì cái chuyên mục là tự hào người lính để phản ánh kịp thời, và cũng như là ngoài cái chuyên mục đó ra thì chúng tôi phát trên các tiếng phổ thông ra thì chúng tôi sẽ dịch ra 4 các thứ tiếng dân tộc để phát trên sóng truyền hình tỉnh, để làm thế nào mà phản ánh được cái rộng nhất cái hoạt động của lực lượng công an tỉnh đối với nhân dân các dân tộc trên toàn tỉnh Lai Châu. Vâng, xin cảm ơn đồng chí.